canxi Nectar Can giảm chuột rút, ngừa loãng xương, dùng cho trường hợp thiếu canxi. Mẹ chồng thấy sao? Cũng không chịu. Bà biết con nhỏ đó không? Nó xăm mình đó bà. Nó xăm mình nó hung dữ lắm. Dâu về tao khó thử coi mày có chịu nổi không nha. Hầm hầm lắm, không có nở một nụ cười nữa. Chồng con thì nói là ba mẹ anh khó lắm nha, về ăn nói kỹ nha, rồi phải đi đứng phải kỹ lưỡng nha, chứ không có phải mà như mình á đứa này thoải mái được đâu, là trời áp lực dễ sợ luôn. Không thôi con báo cho mẹ tin mình vợ con có bầu. Trời ơi, cái này tao muốn xỉu chứ tao vui cái gì. Hiểu, mày đặt tao như mày làm gì sống nhân, mày đặt tao với ba mày như cá nằm trên thớt rồi. Thì thôi bây giờ mẹ thương con thì mẹ thương cháu đi. Cái nó không, chị cũng căng lắm. Không, tao không thương. Không biết là mẹ có cố ý không? Lúc đó là con về con cũng buồn á. Con cũng ghen chứ. Về xong chú rồi là nghĩ sẽ bắt rửa đống chén đúng không? Nhưng cuối cùng á là... Thử nghe chú lên. Dạ không, thử rửa chén. Rửa chén, chùa nồi. Đó. Để đó hết 6-7 cái luôn. Con chỉ mong là gia đình mình sẽ yêu thương nhau nhiều hơn. Chứ Cần Thơ gạo trắng nước trong, ai đi đến đó họ chứ ai đi đến đó lòng không muốn về. Chắc chắn mình không muốn về quý vị. Hôm nay Quỳnh Linh sẽ cùng với Kim Nhã để đến với mẹ chồng nàng dâu, đó là nàng dâu Như Ý, mà tôi ngồi tôi chờ cầu Cần Thơ hoài, cái điểm cầu Cần Thơ rất quen thuộc mà nãy giờ cổ chưa tới nữa. Dạ con chào chú. Trời đất ơi, Kim Nhã. Dạ. Sao? Dạ. Con xuống lâu chưa? Dạ con xuống lâu rồi. Con thấy Cần Thơ làm sao? Dạ con thấy đẹp, con thấy mê. Dạ. Con yên bình ha. Dạ. Ngồi đây thấy con ghe xuồng chạy qua nhộn nhịp. Dạ. Sông nước nó nhẹ nhàng, màu xanh nó yên bình ha. Dạ, hồi đó cái lúc mà con được đi du con được học đi du học hả? Không, con học du lịch á. Là con phải có một cái tour mà đi xuống chợ nổi Cái Răng. Dạ trời ơi mê, xuồng đồ liên tục, người ta có mấy cái cây trống mà để treo là cái xuồng người ta bán cái gì á. Bán cái gì? Bán cái gì ở trên đó là người ta gắn ở trên đó để mình biết. Rồi, vậy là con cũng rành miền Tây đúng không? Bây dạ, giờ cụ thể mình vô nhà miền Tây luôn. Dạ. Đó là nhà cô dâu Như Ý ở Cần Thơ luôn. Thì thực ra con cũng không có làm dâu nhiều cho nên cũng không biết là làm dâu thì cần có những cái gì và phải làm những cái gì. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu chuyện đó. Vậy con sẵn sàng chưa? Dạ con sẵn sàng. Dạ. Mình sẽ đến với chương trình Mẹ chồng nàng dâu. Doctor Network, mạng xã hội thông tin y tế không thể thiếu cho mỗi gia đình. Đường làng. Dạ. Đường dẫn vô nhà của Như Ý. Dạ. Ồ, có hàng bông giấy ha. Trời ơi, xinh quá. Rất là dễ thương luôn. Đó, có này, thanh long nè. Wow. Vô thôi. Vô đây tự nhiên mình thấy... Mắt rượi. Mắt rượi, nhẹ nhàng luôn. Trời, mấy cái cây trồng hoa, đồ nở, màu sắc quá trời luôn. Cần Thơ ha, trời. Đẹp quá. Trang trí cũng vậy. Xin chào mẹ chồng nàng dâu. Dạ, xin chào chú. Xin chào. Trời ơi, dễ thương quá, trời đất là chết rồi. Chào chú Linh. Ơi, xin chào Như Ý. Dạ, con chào mẹ chồng. Rồi. Vô thấy này thấy đã nè. Dạ, vô thấy đã, thấy đã đúng không chú? Quá trời, quá đất. Này con chuẩn bị riêng cho chú á. Vậy đó hả? Dạ. Chú gánh về Sài Gòn luôn nha. Chú rồi. Chú gánh nhà con nhắn cái Kim Nhã nha. Dạ, con gánh nha. Chú Linh. Trời ơi, thôi chết rồi. Dạ, con mời chú. Chú tham quan sơ cái này cái. Dạ. Quá trời, quá đất rồi. Cái này là con thật sự ra là lúc 5 giờ sáng chuẩn bị đợi con đón chú tới giờ đó. Còn nghiệp không? Còn nghiệp mẹ chồng con không? Con với mẹ chồng của con là đợi chuẩn bị đón chú đó. Ủa không có mời ăn bánh hả? Dạ. Có ăn được không? Được. Cái cái đó cái cái nó từ về làm tay mà. Té trước đi chú ơi. Ồ sao? Con té quá. Đó lá cẩm. Lá cẩm mà hàng chi. Cái này là gì vậy chị? Nè, con thử cho em thử bánh này đây. Còn bánh này bánh ú cho. Trời thơm quá. Ủa sao lại vậy con? Bánh ú cho. Thường 5 năm thấy nó nhọn nhọn mà sao bánh ú nó phải nhọn nhọn chứ. Này mọi người muốn làm đòn tròn thì làm, ai muốn làm đòn vuông thì làm. Nói chung là mình muốn biến tấu thiết kế gì lại đó. Không mà vuông vuông đẹp á. Nhưng mà nhìn dễ thương á. Cái nhỏ này ăn sao? Này ăn được không? Dạ không. Chú ơi. Chú ơi. Thay lộn luôn. Dạ. Ôi vô vô đi trời quá trời. Chú Linh vô. Dạ đây. Trời quá trời luôn. U là trời. À đây hôm nay con đãi chú nhiều quá vậy. Dạ còn đây á, là gỏi cuốn tôm thịt. Dạ còn đây là lẩu cù lao. Đây miền Tây là chú phải ăn cái món này nha. Thôi chú cái bịch đem về được không? Đây còn đây nữa nè chú. Đây là bánh đúc mặn và tôm kho tàu.
Ôi đẹp quá, chưa đẹp quá nha, chưa. Đây, còn đây là gỏi gà bắp chuối. Thấy được không chú? Bữa nay mình làm chương trình mẹ chồng nàng dâu hay là chương trình ẩm thực ta? Dạ chú mê quá vậy. Dạ con nghe chú xuống là con phải chuẩn bị không chuẩn bị trước nè. Thấy chưa, mẹ chồng nàng dâu chuẩn bị chu đáo ghê chưa? Dạ. Con phải ăn nhiều cho em mập lên nha chị Nhã nha. Con thấy thèm quá rồi. Chú mập quá rồi. Dạ. Cái không gian này đẹp quá, mẹ chồng nàng dâu ơi. Dạ. Chú Linh nó cũng phải ăn nhiệt tình nha. Nhiệt tình trời ơi. Dạ. Dạ công nóng tháng giờ là phải ăn. Nói gì ăn cho nhiệt tình. Chú đi bao nhiêu xe? Thì nếu cần chú mướn thêm mấy xe tải nữa không sao? Dạ được, dạ, dạ được nha. Xe chú cũng có nhưng chú có tiền thuê xe. Con chuẩn bị đồ ăn cũng nhiều quá chú. Chú trở về hết sầu riêng, măng cục mà bưởi biết rồi bánh trái rồi chú gom hết nha. Dạ dạ. Con lấy, không lấy, lấy chú lấy. Con lấy. Thôi dùm vô câu chuyện đi không để. Chú nói đồ ăn đâu. Dạ dạ. Chứ đứng đây đồ ăn quá nhiều nên là bây giờ cứ vô câu chuyện đồ ăn là không được đúng không? Đúng rồi, bây giờ mình ngồi trước mình. Dạ. Gió mát yêu huyê của mình nói chuyện mẹ chồng bằng dâu đi. Dạ. Rồi gần cuối với mình lụm. Dạ đúng rồi, quan trọng lúc cuối nha mọi người nha. Chứ để hồi chú lụm quên, chú quên mẹ chồng bằng dâu nữa. Hân hạnh chào đón hai mẹ con đến với mẹ chồng bằng dâu. Chào chú Linh, chào cháu Nhã. Dạ. Dạ con mời chú. Chú đáo quá trời quá đất. Dạ quá trời rồi. Em mời chị Nhã. Mời cả nhà mẹ chồng nàng dâu nha. Dạ cảm ơn chú. Xuống đây tự nhiên thấy nó sướng gì đâu á. Bỏ công vượt mấy trăm cây số từ thành phố Hồ Chí Minh xuống tới Cần Thơ. Hai mẹ con cũng rất là vui khi mà được đón tiếp chú và chị Nhã. Nghe chú với chị Nhã xuống là tối giờ con đâu có ngủ đâu. Chú Linh nhỏ tuổi hơn chị. Dạ, nhỏ mấy tuổi vậy thôi à. Linh cũng già lắm rồi. Chị còn trẻ hơn Linh luôn á. Trời ơi, vậy ngồi dắt chú Linh ăn phở. Xin mời mẹ chồng nàng dâu giới thiệu về mình cho khán giả truyền hình được biết ạ. Mình tên Nga, năm nay 61 tuổi. Là mẹ chồng của Như Ý Lê. Dạ. Dạ. Xin chào mọi người, em là Như Ý Lê. Hiện tại là em 34 tuổi và đây là mẹ chồng của em. Dạ, hiện tại là em đang ở Cần Thơ nha mọi người. Dạ. Nhìn đúng là dâu Cần Thơ, gái miền Tây. Dạ. Sáng nhẹ nhàng dễ thương. Cái lúc đầu mà con gặp á là con tưởng là mẹ con ruột. À dạ. Lúc mới vô thì giống đúng rồi, y chang giống mẹ con ruột y chang luôn. Có nhiều người cứ đi ra là hỏi ủa mẹ ruột hả? Dạ. Dạ không kìa. Chú Linh biết sao không? Về ở chung một mái nhà rồi cái mình thương dâu, cái dâu cũng thương mình, cái làm như riết rồi hai mẹ con giống nhau luôn. Dạ. Lúc đầu á con trai nó dắt cô dâu Như Ý về đó. Dạ. Mẹ chồng thấy sao? Cũng không chịu. Không chịu. Dạ. Không chịu. Lý do gì cũng chịu. Dạ. Xinh dễ thương quá mà. Tại vì mình chưa gặp mình cũng không biết cái làm sao. Ủa, nó dẫn về hay nó mới kể hả? Mới kể là nói mẹ ơi con có bạn gái rồi. Rồi cái nó để con dắt về ra mắt mẹ. Mình thì ở vườn mình cũng hơi nhút nhát nữa. Ôi, bạn bè của Hải nói trời ơi bà biết con nhỏ đó không? Nó xăm mình đó bà. Nó xăm mình nó hung dữ lắm. Nó hung hả? Ừ. Nó hung dữ lắm. Dạ. Trời ơi bà xui bà hả? Mua đen hả? Bà cũng hung dữ lắm. Bà nói chuyện như là dối vậy á. Cái chừng con nó về nó nói mẹ ơi giờ mẹ không chịu giờ vợ con không có bầu. Này chơi là đóng đồ quyết định rồi. Không thể nào. Đóng bột sẵn luôn. Đúng rồi. Dạ. Nghe nó nói như đúng là rồi, mình cũng trốn dáng luôn vậy á. Cái cho nó chờ anh ơi nó đặt mình như cá nằm trên thớt rồi, như cá nằm trên thớt rồi, bây giờ nó vậy rồi sao vậy ông? Cái ông mới nói thôi bây giờ cái gì cái nó cũng có con với con người ta rồi thì thôi giờ mình cũng không thẳng quá được, mình phải dùng lại rồi thôi cho con nó dắt dâu về đi. Tính tình dắt dâu về á nó nghe nha, mình cũng chuẩn bị tâm lý đấy. Dâu về tao khó thử coi mày có chịu nổi không nha. Hầm hầm lắm, không có nở một nụ cười nữa chị á. Dạ, để khó thử con cười. Dâu nó có qua được cái cửa này không. Về cái cũng thưa mẹ không mới về sụ lơ sụ lơ ra vừa gặp một cái là thưa mẹ không mới về luôn. Ôi ôi sao mà dữ vậy trời. Chị nói thân vừa chị vô là nhập gia thì tục liền chứ lòng mà. Vừa vô nhập gia thì tục liền thứ ba mới về cũng khôn quay lại bốc nhang trong nội liền. Dạ mà. Quay lại bốc nhang nội cái ẩm thấy nhỏ đó được rồi đó. Yeah. Tôi chấm rồi đó. Ủa sao tôi thấy gì đâu mà tôi chấm. Yeah. Cái ổng nói nó biết trẻ lớn người nhỏ, mặc dù ông nội mất rồi nó lại thưa ba mẹ mà đốt trong nội cây nhang là nó con nhỏ này nó có cái lòng hiếu thảo. Dạ. Yeah. Ổng hay đó. Ổng nói một cái chi tiết đó là chi tiết hết sức là quan trọng luôn. Đúng rồi. Mình mới vừa về là mình đốt nhang cho ông bà trước. Yeah. Là mình biết người lớn người nhỏ. Không biết giá cái gì cũng biết. Thấy nó giúp nhé.
miệng bít giác gì. Giá cho mẹ chồng đừng la nữa. Giá cho mẹ chồng hiền chút xíu, giá cho mẹ chồng hiền chút xíu. Về thấy mặt bà quạ. Không, để con nói thật sự là gì nè. Khi về á, có nhiều áp lực lắm chú. Tại vì á, cái này là con chia sẻ thật. Còn trước đó là con đã chấp nối rồi. Con cũng đã có một có gia đình rồi. Và đã cũng đã ly hôn rồi. Sau khi ly hôn cũng mấy năm á, thì con mới gặp ông xã sao. Rồi có con riêng chưa? Dạ có, con có một đứa con gái riêng nữa. Dạ vâng. Thì ông xã cũng vậy. Rồi ông xã thì có một đứa con trai. Đẹp trai lắm, nhưng mà đứa gái con cũng dễ thương lắm. Rồi khỏe re. Dạ. Đứa có đứa trai, đứa con gái dạ, khỏe re rồi. Khi mà về á thì có một cái gì nè. Cái khúc sau thì gia đình vui vẻ. Nhưng mà cái khúc đầu lý do mà không gặp mấy năm á, lý do là ông xã cũng mới ly hôn. Mới có năm mấy đâu có vợ nữa, gia đình đâu chịu. Và khi mọi người đồn về con thì nói ý nó không dữ lắm rồi. Xăm mình rồi này kia vậy, có em út rồi này nọ, giống như nói mình giống như xã hội đen gì đó chú. Nói con y vậy luôn, y chang như con xã hội đen gì đó. Cái con cũng nói là thật sự ra giữ thì hiền là do tánh cái con người con thôi, con người con sống thôi. Còn có thể con đi ra ngoài đường con giữ thiệt, nhưng mà đối với gia đình thì con chưa bao giờ giữ. Giữ hay không là do người đối diện. Dạ, thì thật sự ra tính con rất là thẳng thắn. Mặt chạm mặt rồi. Mặt chạm mặt rồi mới thấy thương chú Linh. Gặp rồi cái là sao mới thấy thương. Nó dễ thương quá trời luôn mà, nó cưng quá trời luôn mà. Đúng rồi. Thương liền. Thấy thương rồi, cái trong đám giỗ đó thì có dâu lớn, dâu thứ hai, dâu này dâu Út. Chị có hai thằng trai hả. Rồi cái chị cũng lo đại khách, nói thôi giờ con với chị hai vô hấp cơm đi. Tại vì bữa đó chị làm cơm đi châu, mình hấp cơm. Dạ. Trời ơi, mình thấy chị giả lía chứ mình tưởng chị biết làm. Dạ. Ai nhà chị lấy khăn chải vô cái sửng thiệt. Cái để cơm vô, khoét lỗ gì nè, cho cái hơi lên. Cái để bếp ga dặn lửa lên. Không có nồi nước gì hết trơn á. Nướng cái, cơm. Cái bắt đầu khói lên, cũng lên. Tưởng gì là hầm cho nó nóng lên rồi đâu. Khói lên như cháy nhà vậy. Chạy ra nói nhỏ nhỏ. Mẹ ơi mẹ, sao mà mẹ chỉ con hấp cơm bây giờ nói bây giờ nó cháy như cái nhà rồi. Chạy vô hai con dâu lớn đánh quánh mà không biết làm sao đó ổn rồi chú ơi. Con dâu lớn đứng kế bên mà cầm bếp ga mà dặn quà mà dặn nó không tắt đứng hết trơn rồi. Con dâu này cũng vậy, nó làm sao giờ mẹ, làm sao giờ mẹ, hai mày đốt nhà tao rồi con. Mà hai chị em bạn dâu lần đầu gặp nhau nha. Mà cũng hai chị em kiểu giống như chị hai chị cũng thân thiện á. Là chị cũng ở giường cho nên là chị cũng hiền lắm luôn. Cái xong vô là hai chị em gặp nhau là chị cũng thông cảm á. Chị cũng chia sẻ ở nhà sao thì cảm giác lúc đó thì con nhẹ xuống chứ con không bị căng thẳng nữa. Thì xong mà chị mới nói là về đây đi á hả, ba mẹ không có khó khăn gì đâu, chị làm dâu ở đây mấy năm rồi, chị ba mẹ thương chị như con gái vậy đó. Thì lúc đó con cảm giác con nhẹ được mấy phần luôn á. Chú quầy chú la ông chồng liền thấy chưa, chị dâu chứ nói vậy mà anh hù em từ hôm nay. Đúng rồi, còn chồng con á thì nói là ba mẹ anh khó lắm nha, về ăn nói kỹ nha, rồi phải đi đứng phải kỹ lưỡng nha, chứ không có phải mà như mình á đứa này thoải mái được đâu, là trời áp lực dễ sợ luôn. Không thôi về. Rồi sau đó bữa đó là nhẹ. Đúng rồi, sao nhẹ hơn. Bữa đó an toàn đúng không? Chưa, về xong chưa rồi á là nghĩ sẽ bắt rửa đống chén đúng không, nhưng cuối cùng á là nghe chú Linh. Dạ, không rửa chén. Rửa chén chùa nồi nãy đó hết 6-7 cái luôn. Kêu rửa chén chùa nồi, cái lúc đầu kêu ra rửa cái cũng ra xong thấy làm được chân thôi, đi vô đi. Rồi cuối cùng là mấy chị nè, rồi cô chồng ra rửa hết trơn luôn. Là mình không có rửa được, không biết rửa hay là do cái lúc tại vì vô bầu nó còn. Và cái thứ hai nữa là cha mẹ ruột của con ở đây á là ở nhà rất là cưng con luôn. Ăn uống cha con nấu cơm quần áo á là từ nhỏ cha con thương con mức độ là cha mẹ giặt luôn. Nên là đâu biết làm gì đâu, lúc đó là chưa biết gì hết. Xong là tối đó về làm sao? Tối giờ cảm giác mình như thế nào? Nhẹ mình được biết bao nhiêu phần luôn. Nhẹ được rất là nhiều phần. Kiểu giống như mình nghĩ là trong thời gian hai đứa quen nhau, ba mẹ thì không có biết mình là ai. Mình không có gặp mặt mẹ luôn thì nghĩ là ba mẹ không có chịu mình. Xong rồi khi mà gặp được rồi thì về cảm thấy là giống như là suy nghĩ của mình nó thoải mái hơn. Sao mẹ chồng có chăm sóc không? Có vô không? Cũng có. Mà lúc đó chị thì chị đi ghe. Đi ghe lúa, đi mua lúa ngay cái vụ lúa đó. Cái con nó điện, nó nói mẹ ơi vợ con sanh rồi, sanh con gái, nó giống hệt mẹ luôn. Thôi thiệt, tới con sanh luôn rồi, năm sanh luôn rồi thì ba mẹ mới xuống. Vậy là cái tình cảm bắt đầu từ lúc sanh con. Dạ đúng rồi. Đứa con đó, đứa cháu đó là cái sự kết nối giữa mẹ chồng và dâu nó càng chặt hơn. Không, đã có cháu rồi đó mà xui gia chưa ai biết ai hết. Dạ. Rồi cái chị thì bên cha đàn trai, chị mới lên tiếng, chị mới nói với ý nè.
nói con nói với anh chị á, để bữa nào ba mẹ xuống gặp mặt anh chị, đặng nói để hai đứa vay cho coi như là chính thức ra mắt đi. Chị mới đi thẳng vô bếp luôn. Cái bà xui á, cũng đang tụng đổ gà vậy nè, cái vô nói chị xui, cái chị mình chủ động chứ, kêu chị xui, cái chị xui mới quay qua. Dạ thưa chị mới xuống. Mẹ con khớp lắm luôn á, mẹ con không biết chuẩn bị tâm lý như thế nào luôn. Mẹ nói là kêu cách làm sao giờ nữa, không biết làm sao luôn. Thậm chí là bà xui bên ngoại canh bà xui bên nội, nghe bà dữ lắm. Bà xui bên nội gì? Dạ. Rồi nghe bên đó dữ lắm, không biết sao đi. Dạ. Toàn là nghe không à? Dạ, nghe cuối cùng là hai người gặp, hai gia đình gặp nhau thì cuối cùng là ai cũng làm giường hết trơn. Ai cũng thương nhau hết trơn, ai cũng hiền hết trơn. Nhưng mà sau một quá trình mấy năm làm dâu rồi con? Dạ bây giờ là con gần 11, làm gần 11. 11 năm dâu rồi. Dạ, chưa tính thời gian quen nha, tính thời gian mà để gặp luôn là 11 năm. Trong 11 năm có lần nào xích mích mình nó chưa? Không có luôn. 11 năm không có luôn. Không có luôn. Tại vì con nó làm vừa hài lòng mình quá, mình đâu có la nó cái gì đâu. Thật sự con nói thiệt gì nè, tánh con á thích là sống tự chủ bản thân mình. Và khi con bị người ta nói vậy á là con lúc đầu là con không có về lấy lòng ba mẹ chồng. Mà người ta nói là con bé đó nó ăn chơi lắm, dâu chị á, vợ sao á, ăn chơi lắm, không có lo làm ăn gì hết. Và mọi người nhìn con với ánh mắt là mọi người chưa biết gia đình con như thế nào luôn. Khi con ra đời con sống á thì con không có cho mọi người biết là cha mẹ con như thế nào, chứ thật sự gia đình của con á là ba mẹ con là khá giả. Thế nên là nhưng mà con vẫn không nhờ gia đình. Thì khi mọi người nói về con á là ăn chơi, rồi nói hung dữ này nọ, và con chọn con đường là về Cần Thơ đi làm. Và hai chồng cố gắng đi lên, đi lên sắm từ chiếc quay luôn nha, là không lấy gì của gia đình hết, và tự mua từ chiếc quay, dành dụm tiền mua được chiếc quay, xong mua được chiếc LX xong mua được chiếc SH và mua được du lịch, và hai đứa tự cất nhà, tiền của hai vợ chồng con luôn, để chứng minh mọi người biết. Thì sau khi mà ba mẹ không có nghĩ là con sẽ đi ra, con mở cửa hàng, con kinh doanh, con cũng không nghĩ là con sẽ đi bưng từ cái ly nước con bán. Lúc đó là chỉ nghĩ mình đang sống cuộc sống sung sướng, bán từ hộp bánh đâu này nọ. Nhưng mà sau khi mà con làm được rồi á, là con cảm thấy là con làm được, và con tự làm, con tự đi bán từ chút và con tự đi lên luôn. Thì ba mẹ thấy là trời, xong tự nhiên giờ nó làm quá trời luôn. Rồi lúc đó là ba mẹ rất là thương con luôn, thương đến mức độ kêu trời sao không ngủ nghe chân, lo làm không ngủ gì. Tức hết mình vậy, mình không có nói gì hết trơn, mình không có phân trần và hết. Con muốn cho mọi người thấy bằng là con đi lên bằng sức của con để cho hai mọi người đàn, chú Linh. Dạ. Không? Hai đứa đi lên hai bàn tay trắng vậy đó. Rồi cái chị xuống đây chị thấy 11, 12 giờ khuya mà còn chở cháu nội mình đi ngoài đường không à. Dạ. Nhưng mà dạ, con... cái sự quan tâm của mẹ chồng với con có nhiều không? Dạ nhiều. Con nhớ những cái con một cái kỷ niệm nào mà con nhớ xúc động tình cảm của mẹ chồng với con? Thật sự ra là khi con làm mệt đó nha. Nhiều khi con ngủ á, có khi người ta làm dâu người ta hơi thức sớm, và nhiều khi con nằm thấy suy nghĩ mình cũng may mắn. Khi mà mình đi làm về á, cơm á thì ba mẹ chồng nấu sẵn, con mình thì ba mẹ chồng đưa đi học, là coi như mình chỉ có việc mình đi kiếm tiền mình bỏ túi của mình thôi đó. Còn bao nhiêu thứ ở nhà cửa quét dọn quần áo thì ba mẹ đã hỗ trợ hết rồi. Nên em con cảm thấy là may mắn khi mà có được ba mẹ chồng vậy, chứ nhiều khi nhiều nhà khác người ta phải đi làm dâu phải thức sớm nấu đồ ăn cho ba mẹ chồng, nhưng mà con chưa bao giờ. Canxi Nectar Can giảm chuột rút, ngừa loãng xương, dùng cho trường hợp thiếu canxi. Sau khi về làm dâu thì mẹ chồng thấy con dâu mình hợp với mình điều gì? Chị nhiều khi chị giận, chị nói cái gì là dâu nó biết mẹ chồng giận, cái là không dám nói cái gì trả lời đi lời lại vậy chứ. Khi chị hết giận rồi đó thì nói mẹ ơi cái đó con không có làm. Thì thương nó từ cái chỗ đó, chứ con nó có cái đạo đức. Ví dụ như mỗi một lần gầm lớn con nó đều đi cúng dường, hay là nó phát tâm đi cho từ thiện cho bà con mỗi một phần quà, mặc dù quà nó không có bao nhiêu tiền mà con nó phát tâm được vậy đó, mình thấy con nó có cái đạo đức. Và chị cũng thương, từ cái chỗ đó mình mới thương. Có cái tính gì nó giống mình nè, hợp với hầu mình như là hai mẹ con nó giống hệt luôn. Hai mẹ con làm như là chị phát tâm, chị ham đi cúng dường lắm, mà dâu cũng y gan vậy. Đi luôn. xa rồi đi theo đi cho đi, xa lắm mẹ ơi, cực lắm ấy. Thôi đi được, nhưng mà nhiều khi mẹ cũng muốn đi á, mẹ cũng thích đi, rồi giống như làm bánh hay kia mẹ cũng thấy em làm con làm giống á. Ba chồng á là ông xã chị á, ổng bị ung gan. Yeah. Ung gan mà trong cái lá gan có hai khối u, mà nó trung ra con nè, dâu lớn dâu nhỏ đứa nào cũng lo lắng hết trơn ấy.
lúc mà cũng nằm bệnh viện á, vợ chồng đi mua cá hấp phóng sinh, chùa nào cũng đi cúng trơn á, lại lục cho cha qua qua khỏi. Thì thương mà hả? Trời thương chú Linh ơi, làm như là con mình nó phát tâm, nó thành tâm quá rồi, trời thương cái gì đó. Hầu như rồi cái kiểm tra lại cái gan mất tiêu 2 khối u, chú Linh. Quý diệu luôn. Dạ, dạ, đó là khi mà kỳ diệu đó. Qua được 3 năm rồi. Vượt qua được 3 năm rồi đó chú Linh. Dạ. Rồi ngược lại đó, con thấy có những gì mà con chưa hợp với mẹ chồng hay là những gì mình hợp nhiều? À, lúc đầu á, con nghĩ là con không hợp với mẹ chồng. Ừ. À, dạ, con nghĩ giống như ba mẹ chồng khó. Ờ, nhiều khi về con thấy là chắc mình không có hợp với gia đình, tại vì ba mẹ thì kiểu giống như khuôn khổ, khó, đi đứng đồ này kia, từ ăn mặc luôn. Thì con nghĩ ba mẹ về cũng có nhiều khi nói con ơi, mình đi về mình ăn mặc đồ cũng dày, quần dài đi con. Tại vì con cũng có hồi trước con đi học thẩm mỹ á, thì con cũng có hình xăm này kia vậy đó. Cái về cái xong mẹ cũng nói con ơi, giống như mình cũng ăn mặc dài đi, cho khép kín đồ này kia, che bớt sớm, che bớt. Cái con nghĩ là chắc mình không hợp với gia đình, kể lúc đó như vậy. Rồi xong rồi khi mà sanh em bé, sanh con rồi ba mẹ tới lui thì thật sự ra là nhà cũng xa nữa. Mà từ Ô Môn nha, khi mà sanh bé ra xong rồi là một tuần ba mẹ xuống 3-4 lần lặn lội xuống thăm cháu. Rồi xong rồi mình không nấu đồ ăn từ Ô Môn luôn, từ Ô Môn đem đồ ăn xuống, là nấu đồ ăn hỏi tụi con thèm cái gì, thích ăn cái gì thì ba mẹ đem xuống hết. Và mỗi khi mà nói ba mẹ mua giùm con cái đó là ba mẹ sẽ đem xuống liền, mặc dù là ở rất là xa, đi xuống thì hay đi bằng xe hai bánh nữa, ba mẹ đi xe bánh là chạy tình tang đi xuống Cần Thơ để đem đồ sách giỏ giống như đi thăm người vậy. Đây là cỡ bao lâu cô? Nếu mà chạy cỡ khoảng 45 phút á, mà chạy 4 rồi, dạ vâng, mà đi suốt luôn, không là cũng tình cảm cho là dạ. Ông chở bà ôm rồi đi từ cái đây. Mình thấy từ từ á, ông chở bà ôm mà cứ chạy sụp ống gà hoài chú Linh, mà thấy mẹ cũng thương. Rồi khi mà xuống tới nhà nha, chưa kể xuống tới nhà mẹ thấy bề bộn quá, mẹ chồng dọn dẹp nhà cho con dâu luôn. Trời ơi, thương quá. Đó, nên là cảm giác nó giống như là mẹ thương mình quá rồi. Thầy con tính hỏi gì nè, thật ra hồi nãy con có nghe một cái câu mà Ý nói á, là mấy người xung quanh cứ nói với Ý là cô là thương con dâu trước không? Đúng rồi. Dạ, thì con muốn hỏi là cái lúc mà Ý mới về nhà thì lúc đó cô có so sánh giữa hai người con dâu với nhau? Nói chung ra thì mình so sánh không được, mỗi đứa nó có cái ưu điểm riêng của nó hết. Thì nói chung ra con dâu lớn á thì nó cũng đẹp người, mà tách nết nó cũng đẹp lắm. Mà như cái loại cái duyên nợ nó tới đó hay sao á. Rồi tụi nó tự dưng cái nó thôi đâu nào mình cũng không hay không biết gì trơn á. Rồi cái tới chừng mà nó nói mẹ ơi con như vợ con ra tòa ly dị. Lúc đó hả chị trốn dáng luôn, chị nói mày làm cái gì mà sống nhăn vậy, tao với anh xui bệnh đâu có xích mích gì đâu mà tụi bay không có tự nhiên bay làm gì, bay không cho ai hay hết, không thật sự luôn, không hay luôn chú Linh. Rồi cái chị mới nói thôi bay làm gì bay làm đi, đừng nói tới tao, đâu bay đâu coi tao mẹ bay nữa đâu mà bay nói làm gì. Rồi cái một thời gian cái y ta cũng ra ly dị rồi, y ta cũng đi mành, cũng đi tiền góp nữa, tiền cho dây dưới này đi chạy tới chạy lui vậy đó. Cái về cái quen được với Ý nè, nói mẹ con quen được nhỏ này đẹp lắm mẹ, nó vậy đó. Đẹp lắm mẹ. Nó đẹp thì mày xài đi, chứ tao không có xài, nặng vậy đó. Giận là tại bị nhớ luôn. Đẹp thì mày xài đi, gắn liền cũng tao không có nhiều năm mà, tại con dâu cũng có cháu nội rồi, y gan cha nó luôn. Dạ, cha lắm. Tới chừng đâu chừng 5-6 tháng sau, cái chị không hỏi thăm gì tới. Mẹ con nói mẹ nghe mà đừng buồn con nha, tới nói mày làm tao còn gì nữa mà tao vui, tao buồn hết rồi đâu có gì đâu vui. Con báo cho mẹ tin mình, vợ con có bầu. Trời ơi, cái này tao muốn xỉu chứ tao vui chứ gì. Hiểu, mày đặt tao như mày làm gì sống nhăn, mày đặt tao với ba mày như cá nằm trên thớt rồi. Rồi cái nó nói giờ vợ con với vợ con duyên nợ có nhiêu hà, bây giờ con gặp Ý này con thấy con thương nó quá hà, thì thôi bây giờ mẹ thương con thì mẹ thương cháu đi. Cái nó không, chị cũng căng lắm, không tao không thương, kêu lộn tên luôn. Đúng rồi, lộn kêu luôn. Cái đang ngồi vậy đó, cái kêu tên đi, giật mình vậy đó, trời trời sao tự nhiên kêu tên, không biết là mẹ có tối không, kêu Ý mà cũng kêu lại. Kêu lại đâu như không đó, cái xong mình nói ta ngồi nói thinh là không đúng tên mình, để ta đâu lên tiếng mà về suy nghĩ luôn, giận cái giò. Ủa tao kêu mày từ nãy giờ sao mà ngồi nói thinh hoài vậy, cố tình hay là mày vô tình, tự nhiên sao lửa kêu tên hoài.
À, lúc đó là con về con cũng buồn á. Kêu tên dâu cũ hả? Kêu tên dâu cũ rồi trời. Ngoài rồi bây giờ. Bây giờ hết lộn rồi, bây giờ là kêu đúng tên rồi, không còn lộn nữa chứ lúc trước đúng là lộn hoài. Không ta không trách mẹ chồng đâu, thật ra cái người mà trước cũng sống như vậy. Sống lâu lắm, dạ, đúng rồi. Tình nghĩa. Dạ. Nói cái nghĩa cái tình cũng quan trọng lắm. Con cũng ghen chứ. Trời, tự nhiên ta tên kêu tên nó hoài cái con không phải ghen mà cái này là danh tị. Đúng rồi, về con nói danh tị. Con về. Không, con nghe với chồng mình luôn. Mình ở đây mà không kêu mình nghe với chồng luôn. Về con nói mẹ cứ kêu tên lộn tên em hoài à. Anh Nghĩa nói với mẹ đi. Sao mẹ lộn kêu lộn tên em hoài vậy? Nghe xong cái anh Nghĩa nói mẹ quên đó chứ mẹ đâu có cố tình để kêu vậy cho em buồn đâu. Con về là con quậy chồng con ngược lại. Mỗi lần kêu lộn tên là đó rồi xưa thôi chứ giờ có kêu lộn cũng sao đâu. Giờ không có vấn đề nữa. Dạ đúng rồi, mới đầu thôi. Chồng nó tự với cô. Tại sao mẹ cứ kêu vợ con bận lại hoài vậy? Trời ơi, thì tao kêu đứa nào cũng con thì kêu lại ý nghĩa lên tiếng đại đi. Không lên tiếng luôn. Không lên tiếng. Giận chứ. Không đúng trả lời luôn. Không lên tiếng. Không lên tiếng luôn chứ. Nhưng mà con dâu này nè, có quan tâm mẹ chồng, có tặng quà tặng người kia cho mẹ chồng không? Có chứ. Có không? Mỗi lần nói chị đi đâu cái là nó mới nghe nha. Gửi tiền cho mẹ đi. Rồi sắm quần áo cho mẹ. Trời. Coi như là tiếp mẹ lại gì đó. Dạ. Thành ra có nói cái mẹ đẹp hơn ha. Đúng rồi. Đó, tóm lại là gì? Chúng ta thuận thảo với nhau, chúng ta yêu thương nhau, chúng ta hiểu nhau thì chắc chắn chúng ta sẽ phát triển. Cùng nhau đoàn kết để phát triển. Thật ra có gì đâu, lúc đầu không hiểu nhau thì cố gắng phải làm sao tìm hiểu nhau. Đừng có cãi lộn và mâu thuẫn nhiều quá. Thật sự ra là khi mà mình đổ vỡ rồi á, mình rút được nhiều kinh nghiệm đúng không chú? Đúng rồi. Bởi vì sau này á, là mọi thứ khi mà có chuyện xảy ra thì con cũng kiềm chế được và cố gắng sống tốt hơn. Ông xã của con tên Khải. Đây. Nãy giờ mọi người thắc mắc ông xã của Ý là ai đây đây, giới thiệu ông xã. Dạ con chào chú. Đẹp trai thả tim. Hôm nay thì chú với nhà đến đây thì con với mẹ chồng con cũng có chuẩn bị một vài món ăn. Đây là bánh đúc mặn và tôm kho tàu. Còn đây là gỏi cuốn tôm thịt. Đây là gỏi gà trộn với bắp chuối. Còn đây riêng biệt cái lẩu này á, thì chú nãy chú gọi là lẩu cù lôi. Đây là cái lẩu cù lao. Dạ con mời mọi người cùng bữa với con với mẹ chồng con và ông xã con ha. Thật ra gia đình quá chu đáo. Đầu tiên là cảm ơn mẹ chồng. Chu đáo quá trời đất ơi, hai vợ chồng thì thiệt là bữa nay tim mẹ chồng dâu rất là xúc động. Hấp dẫn quá. Nghe nói có đem về còn hấp dẫn. Bây giờ chú hỏi Khải chút xíu nè. Hồi nãy có nói chuyện với vợ con với mẹ con á. Thật ra lúc giai đoạn đầu á, có những cái khúc mắc á, lúc đó con có khó xử không? Con có lo lắng không? Dạ con có căng thẳng không? Dạ có chú. Lúc đó con cũng không biết sao, tại đứng giữa khó xử lắm. Nhưng mà cũng nhờ vợ con rồi nhờ mẹ con, hai người giống như là tìm hiểu nhau rồi giống như kiểu là mẹ con cũng thông cảm, rồi vợ con nó cũng kiểu như là biết quan tâm chăm sóc, rồi từ từ hai người còn thân hơn con nữa. Chứ không biết là con dâu hay là con ruột. Thật ra đứng ở giữa sợ ha. Sợ không biết là mẹ với vợ mình có hòa hợp với nhau không, có là mình khổ lắm. Thật ra bây giờ để chưa đến chịu đựng vợ nữa. Chịu đựng lắm mà. Chịu đựng vợ nữa. Mà quan trọng là một câu nói sơ sẩy thôi. Giống như mình cái ý mình vậy nha. Mà mình trình bày không đúng là ý anh là sao? Ý con là sao? Là rồi thấy xong rồi đó. Bây giờ thì con hạnh phúc làm sao nè? Con như giống như có cái phước. Tại vì con được làm con của mẹ con. Cái phước thứ hai nữa là con có được vợ con. Vợ con nó chu đáo từ trong ra ngoài hết. Từ mọi chuyện. Rồi chia sẻ với con nhiều cái trong chuyện làm ăn hay này kia là đều chia sẻ chung với con hết. Nó gánh vác chung với con. Hai đứa là từ đôi bàn tay trắng đi lên. Bởi vì con rất là trân trọng vợ con. Tuyệt vời. Tự nhiên ngồi kế vợ nói chuyện chút xíu chú. Không phải nãy rồi cầm cái ly bia lên một cái làm bể làng luôn. Chồng con ngồi kế con nói chuyện chút xíu chú. Đó bỏ gà luôn. Tiếng ta lớn thôi. Sao mà kỳ vậy? Bữa nay chồng con nói chuyện chút xíu chú. Tùy theo chuyện mà giữ. Đúng không? Đâu có gì đâu giữ đâu. Rồi chú. Vô. Bây giờ mình vô. Rồi con mời chú rồi, nha. Vô. Đúng quá. Đầu tiên tôi phải ăn bánh đúc cái đã nha. Mời cả nhà nha. Món đúc là món quê hương mà tôi rất là khoái luôn. Cảm ơn quý vị và các bạn luôn luôn theo dõi Mẹ Chồng Nàng Dâu, những cái câu chuyện đó hy vọng nó sẽ là bài học kinh nghiệm với những lớp trẻ để làm sao giữ hạnh phúc, để làm sao giữa mẹ chồng nàng dâu không có một cái khoảng cách nào nữa, để làm sao mà chúng ta
hiểu mẹ chồng, yêu mẹ chồng, để làm sao mẹ chồng yêu và hiểu con dâu. Đó là một trong những kinh nghiệm mà chúng ta cần xem chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu, đúng không? À. Hôm nay thì mẹ chồng có muốn cô dâu thay đổi điều gì không? Giờ có chú Viện Linh đây, chị rất là hài lòng với dâu này. Trời ơi, coi như là dâu này á, từ khi có dâu này lúc đầu chị phản đối, mà từ khi là về là làm dâu chị 1-2 tháng rồi đó, rồi mẹ chồng mới hiểu nhau và thương nhau nhiều hơn. Bây giờ chị không có coi là dâu, chị coi là con gái chị. Tha thiệt. Con dâu. Giờ cuộc sống gia đình của con vậy là con thấy vậy là đủ. Biết đủ là đủ ha. Đúng rồi. Tại vì cha mẹ cũng đã lớn rồi, mình phải có trách nhiệm phụng dưỡng ba mẹ nè. Rồi khi nào mình có cơ hội mình báo hiếu, mình cứ báo hiếu thôi. Không cần cha mẹ ruột hay cha mẹ chồng cũng phải vậy thôi. Khải nè, con có muốn ăn dâu với mẹ chồng cái gì không? Dạ không. Giờ là con gia đình con rất là hạnh phúc. Không, chồng con có nói nè, em ơi, em đừng thay đổi chưa, em thay đổi cái nết em ơi. Chồng con hay nói con vậy hoài chú. Bây giờ cho em hỏi nhẹ xíu đi. Nhẹ xíu thôi. Dạ mình đang có giấy đăng ký kết hôn rồi. Dạ. Thì không biết chừng nào mình đám cưới hả? Chưa đám cưới luôn hả? Chưa. Tại vì kiểu giống như hai đứa con gì nè. Tại vì năm nào cũng làm đám trơn á. Ủa làm sao? Làm là sinh nhật của con gái, sinh nhật của chồng, sinh nhật con, nói chung là sinh nhật của con gái, đứa nào cũng làm lớn trơn á. Làm đẩy mấy chục mâm luôn, nên là làm đám lớn rồi mà bây giờ làm đám cưới nó ngại quá, sợ ta nói chỗ nhỏ này nó làm những mời đám hoài. Hai chồng con ngại chú. Hồi bữa nào làm đại đi. Làm đại mời chú lên xuống nha. Dạ. Có mời là phải. Hôm nào làm đi chú, làm MC cho. Chúc mừng đám cưới hai vợ chồng nha. Dạ. Nhớ làm cưới cho tụi nó nha. Dạ. Nói cũng phải có cái đám cưới. Dạ. Nó không được mời mình chú với Kim Nhã thôi. Dạ. Trước khi mình ăn thì mình có những cái lời yêu thương gì cho mẹ chồng của mình không? Dạ. Cũng có đôi lời con muốn gửi đến mẹ. Nói chung là con có duyên và may mắn được làm dâu của con dâu của mẹ. Thì thật sự ra là con không mong gì hơn, chỉ mong là ba mẹ có nhiều sức khỏe để mà có thể sống thật là lâu với con, với cháu. Con chỉ mong là gia đình mình sẽ yêu thương nhau nhiều hơn, rồi con sẽ làm được tiền nhiều hơn, là con sẽ lo cho ba mẹ chồng và ba mẹ của con với bà ngoại của con nhiều hơn. Con chỉ mong như vậy thôi. Con chỉ mong là con có đủ sức khỏe và làm được nhiều tiền để lo gia đình của con. À, chú tin là hai chồng làm được. Dạ. Ha. Dạ, con cũng ước một điều. Điều gì? Dạ, con ước con chúng đặc biệt. Con ước hoài không được. Đứng lúc này trong lúc nọ vậy là được lắm rồi. Dạ. Không? Trúng từ từ nó con sẽ thấy trúng. Bạn kia mới chúng đang đứng bán trà sữa chúng đặc biệt 3 tờ. Và con đứng bán trà sữa con gọi số hoài con không trúng. Chú không bao giờ muốn trúng vé số. Chú không trúng được lót. Trời ơi chú, chú muốn thân con nữa. Dạ, dạ. Cô. Con nói với ý hoài, nói giờ cái mẹ chồng nàng dâu nó nhiều cái xảy ra nhiều cái chuyện mâu thuẫn với nhau lắm, một cái chuyện nhỏ nhặt nó cũng có cãi giả được nhau được, mà giờ mẹ con mình đã làm mẹ chồng nàng dâu gì đó là một cái duyên mà mấy làm ơi. Con của mẹ được mẹ mới làm mẹ của con được, thì giờ mẹ con mình gán giữ cái tình cảm như gì, đừng có để cho nó sức mẻ. Chị cũng nói hoài vậy đó. Đúng rồi, thành đúng ra rồi. Dâu chị nó cũng hiểu biết, nó cũng cái tiếp thu cái lời nói của chị được. Mình sống nhau cả đời mà, đúng không? Dạ, đúng rồi. Dạ. Có những bữa cơm gia đình nó đơn sơ thôi, cũng cần nó cầu kỳ vậy, nhưng mà ở đó là mẹ chồng thương yêu nàng dâu yêu thương. Dạ, mẹ chồng như vậy là đúng rồi đó chú Linh. Còn bà ngoại với ba mẹ con á, là con mua cái gì về á, con mua cho ba mẹ chồng con gì là mua ba mẹ chồng mẹ con cái đó, xong mua về con nói mẹ ơi bữa nay con mua cái con đó nhiêu thiệt là da mẹ con không ăn luôn, bà ngoại không dám ăn luôn, thấy mắc quá không dám ăn. Con đừng nói mua tôm này nhiêu chú không ăn đâu nha. Dạ. Thôi, thôi, dạ. Cả nhà rồi. Dạ. Dạ. Thì thôi, trước khi chúng tôi vào tiệc thì cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Còn bây giờ thì tất cả gia đình của Như Ý Lê cũng như Thải xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị nha.